Nướng ngay không? Sao cũng được. Hấp đi. Ờ, cũng được. Chưa được kiếm mốt nữa. Hello mọi người, hiện tại Kiên với anh Tiến đang ở nhà hàng bên bãi sao nè. Mọi người thấy view ở đây, view ra biển khá là đẹp ha. Cái bên này là ở phía bên mũi bên phải bãi sao rồi. Chứ ở phía bên kia là giữa bãi sao, bên này là mũi bãi sao. Thì Kiên và anh Tiến hôm nay vô đây để thử xem hải sản ở đây như thế nào. Những món ở đây đầu bếp chế biến có hợp khẩu vị mọi người không ha? Xem ở đây chế biến theo khẩu vị như thế nào ha. Thì mọi người cùng chờ đợi xem lát nữa đồ ăn lên thì như thế nào nha. Nhưng mà trước hết thì cái view này khá là đẹp rồi đó. Ở đây có mấy lần jet ski kìa. Có mấy chỗ mà sống ảo quá, quá ảo luôn á. Mấy bạn mà thích sống ảo có thể qua đây. À, ở bên này có mấy cái trò trò kìa, cho người ta thuê rẻ tiền á. Đó. Mấy cái màu trắng đó mọi người. Mấy màu trắng đó. À, còn mấy này ở phía bên biển. Dù quá trời dù à. Có sân vui chơi kìa. Sân vui chơi dành cho con nít. Ok vậy ha. Lát nữa thì mình vô phần chính. Đó là ăn. Ơi, đây là món mực trứng hấp ha. Mực trứng quá nổi tiếng ở Phú Quốc rồi ha. À, mực trứng hấp. Bây giờ thưởng thức món mực trứng hấp. Mực trứng thì mình sẽ chấm với muối tiêu chanh. Mình có thể chấm với muối ớt xanh cũng được. Nè trứng đi đây. Bỏ cái sơ trước ăn nó ngon. Chấm cái này cũng ngon. Mới xanh. Khá là ổn, mực khá là tươi. À, hấp gừng á, nên là mùi gừng thơm. Mùi gừng thơm. Em còn béo uống nè. Béo vô. Để chấm thử muối ớt xanh. Chấm muối ớt xanh nha.
Nghe thấy chấm muối ớt xanh nó không ngon mà chấm muối tiêu chanh. Chấm muối tiêu chanh nó có vị chua, cay cay chua chua, ngon hơn. Chấm muối ớt xanh thì nó cay nồng hơn. Oh, đây là canh chua. Cho hai gói mì chứ. Canh chua. Canh chua cá mú. Ok, đây là món tiếp theo là món canh chua. Canh chua mình sẽ bỏ mì vô. Và còn món cá mú nướng và lẩu cá mú nữa. Lát nữa sẽ ra. Đây là lẩu cá mú nè. Ok mọi người, đây là món cá mú nướng. Chúng mình cá mú nướng. Người thấy con cá mú thịt nhiều không? Nè, cái thịt nó nè. Thịt không á. Ở đây là lẩu cá mú. Bộ lòng của nó nè. Đi đầu mấy cái. Mình bỏ mì rồi. Giờ thì mì cũng đã chín rồi. Rồi chuẩn bị vô tiến hành chín. Anh Tiến. Béo không anh Tiến? Very good. Lẩu cá mú là hết xài ở Phú Quốc rồi nha mọi người. Cá mú nướng muối ớt nữa. Ok, giờ chiến cho món lẩu cá mú, lẩu canh chua cá mú. Mọi người biết sao không? Tại cái con cá mú này cái da của nó dày lắm. Cái da nó béo lắm, nhưng mà nướng lên cái da nó rất là ngon. Mọi người nấu canh chua cái da nó cũng rất là béo. 8 con luôn, 5 con nó không đủ, 5 con nó không đủ. Thường thì cá mú thì thường người ta nuôi ở ngoài bè, xong cái vô đây ấy nhé. Chứ hiếm có cá mú mà bắt ở ngoài biển. Cá mú bắt ngoài biển nó chỉ có to có 4 đầu ngón tay là cá mú to mà. Cá mú nuôi nó mới to. Cá mú ngoài biển phải lặn sâu lắm, mấy người mà đi bắn mà lặn sâu á mới hiếm lắm mới có. Ít lắm. Toàn lấy loại cá mú này nhỏ nhỏ mà. Cá mú người ta câu rồi đó. Nó phải nó nhỏ. Mà tại cái size của nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nó lớn nhiều đó là hết rồi. Còn cái loại cá mú người ta nuôi ở bè thì loại khác nên là nó lớn. Thường thì cá mú thì mình sẽ kêu cả con mình làm nộm hoặc nướng rồi gì đó hoặc hấp. Còn cá bóp á, cá bóp thì thường to lắm nên là người ta sẽ làm thịt nó trước và mình sẽ kêu theo nhiêu mình muốn bao nhiêu thì sẽ ăn mấy nhiêu á. Tại con cá bóp có nhiều con to lắm, mấy chục ký cũng có luôn. Giờ chuyển qua món cá mú nướng. Tuy nhiên tiếng rồi hấp dẫn luôn. Thấy chưa mọi người thấy chưa? Hết sảy luôn. Thấy coi. Chấm muối muối ớt đỏ. Bát chanh. Nhưng mà nó to quá chắc là phải bỏ cái dĩa để ăn không? Mình cũng mua tiền con đã béo lắm rồi. Hơi béo không? Cái muối tiêu chanh nó cay cay chua chua. Con cá mú nó thơm nướng hay nó chảy mới nó béo nó thơm, nó không có xương, nó ăn nó tan trong miệng, nó đã lắm. Giờ còn bộ
Cái này là bộ ruột của con cá mú này. Ruột cá mú nấu lẩu canh chua. Cái dạ dày con cá mú, con cá mú dạ dày bự lắm. Nó dài. Nó xịt xịt đó. Nó dài. Rất là thích cái lẩu mà lẩu chua giống như dạng lẩu Thái, riêng lẩu Thái nhất luôn á. Mà cái lẩu canh chua này cũng khá là chua, cũng ngon. Một cái riêng nhất là lẩu Thái, anh hơi bị tuyệt vời luôn. Mà thầy đâu anh á, anh lẩu là khoái anh dâu, lẩu canh chua khoái anh dâu, anh dâu mới hút nước lẩu nó ngon á, là cái nước lẩu ngon là lẩu sẽ ngon. Coca Cola. Cảm ơn nước tiếng. Cảm ơn nước tiếng thôi. À, cái thịt nó chắc vậy. Nướng ăn. Ê, người ta rút cái xương rồi ta. À, nó rút xương dở ra hay quá. Dạ ăn nó tan trong miệng á. Không phải gì bữa xưa. Tới Phú Quốc thì ăn cá mú nướng muối tiêu, lẩu cá mú hoặc lẩu cá bóp, canh chua cá bóp, canh chua cá mú, và có thể thêm món cá sòng nướng. Cá sòng nướng thì nổi tiếng ở Phú Quốc tại nhiều nơi bán nữa, rẻ nữa. Nghêu sò phến. Gọi cá chích. Gọi cá chích thì kia thấy ngon nhất là cái nhà hàng ở Mũi Bé Kem á. Nhà hàng gì ta? Nhà hàng ở Mũi Bé Kem là nhà hàng gì anh đi? Mấy cái quán của địa phương. Ờ, nhưng mà nó có tên á. Cái gì vậy? Cái gì á? Ờ, cái nhà hàng ở Mũi Bé Kem khá là ngon. Mới gọi cả chết để ngon. Hơi bị hết sảy luôn á. Thì còn lẩu cá mú, lẩu cá bóp thì khá là nhiều nơi có. Hầu như chỗ nào cũng có bán á. Nên là mọi người dễ tìm kiếm. Tới Phú Quốc thì nên thưởng thức hải sản ở Phú Quốc ha. Mực trứng nướng, mực trứng hấp. Mọi người có thể hấp bia nữa, tự mua về nhà hấp bia đồ. Thường có cái nồi hấp là sẽ chế biến được nhiều món ngon. Là bài miệng nữa. Chỉ ngó mà nãy giờ hai thằng ăn là cũng dữ lắm rồi. Anh Tiến, nó còn quá trời. Mà hai thằng bữa nay ăn dữ lắm luôn á. Hai thằng ăn này xong ngủ luôn. Ở đây mà có võng mà nằm ngủ đã.
Ê mọi người, sau khi ra bãi sau hôm nay rảnh quá mà. Đây là cái build ngày hôm nay. Quần Kiên đã tiêu tốn cho cái video này. Khoai tây chiên 70.000, cá mú đen 1kg 700.000 một ký nè, là 770.000. Mực trứng 650.000 một ký. Pepsi, Coca, khăn lạnh, mì gói. Để ha mọi người. Ok mọi người, video của Kiên hôm nay thì thưởng thức hải sản ở quán này đã xong. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Kiên. Và hy vọng gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên nhấn like và đăng ký để lại bình luận ở bên dưới nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.